ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប download firmware Samsung ពី website មួយដែលមានឈ្មោះថា GSM file. Okay, ជាដំបូងខ្ញុំត្រូវចូលខ្ញុំវាយពាក្យថា GSM. gsmfound.com how enter that សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មាន account ដែលមិនទាន់ register ជាមួយនឹង gsm នេះអាច register ទាំងអស់គ្នាបាន ឬ ខ្ញុំមានហើយ តែ ខ្ញុំ log out ដើម្បី ចង់បង្ហាញ អ្នកទាំងអស់គ្នា ជំនួសមក យើងចូល ពាក្យថា join. Check more control than all. That you want on Menchi method, you can register here. So, wrap your main hyper tag from Chamon High, will be register. Okay. But you why email Chamon? Hãy chỉ biết thay register tới về ban chỉ cần sai. Ok. Bạn nói cho nên là ngọc này ở châu rồi phim phép để nè trong trong đó nó miền trang miền ở nổ kia của miền Samsung của miền LG của miền Chrome đại tất cả một thà China rồi cô Chrome hôn cứ website này miền trang miền trang ok lấy chúng chưa hiểu LG trong đó LG xâm lập mình flat tool mình firmware bên tay thay nên nhưng mà trong đầu nó flat tool chỉ được start, phải download để nó chấp đam download. Cứ miễn trán, xem ra chấm rơi những download. Một con trán xem ra cả tam đan thứ sáu, xong chú ý cho subscribe. Mình mới post. Con trai